Xin chào các anh em đang xem video trên kênh Tenten Funny TV của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video cho cái chuỗi nhiệm vụ lâu đài Nichiron. Và lần này thì mình sẽ chọn làm hai cái nhiệm vụ tìm thảo dược cao cấp. Hai cái nhiệm vụ này thì trước đây thì mình cũng chưa làm lần nào nên là cũng không rõ là nó có cái chế độ auto không. Và mình nghĩ là hai nhiệm vụ này thì chắc là cách làm nó cũng sẽ giống nhau thôi. Rất là đơn giản. Hai cái nhiệm vụ này thì chắc là chả có cái gì cả. Thảo dược cao cấp. Ê, không phải cái này à? Bắt rồi em. Sao đang trên ngựa này tự nhiên lại xuống ngựa đây này. Dương trắng chả có cái gì cả. Đây rồi anh em. Thế mà mình cứ tưởng cái thảo dược ở kia thôi. Một bộ này thì nó cũng khá là đơn giản. Ở đây có một cái nữa. Bạn không phải đi trong khu vực này. Chuỗi nhiệm vụ ở lâu đài Pichon này mình phải làm mất mấy ngày liền. Hiện tại thì chắc là còn tầm khoảng 4 cái nhiệm vụ nữa hay sao đấy. 1, 2, 3, 4 đúng rồi, 4 cái. Thì hơi mất thời gian này, cái này mình làm mất từ 5 đến 6 phút khai thác quặng này. Kia rồi, mình đã thấy nó kia rồi. Quay đi. Đấy, như có con bot đây. Không phải. Đây. Ok anh em, vậy là mình đã làm xong hai cái nhiệm vụ tìm thảo dược. Nói chung là hai cái nhiệm vụ này quá là đơn giản. Chế độ auto nó hoạt động chứ không như những cái nhiệm vụ khác. Rồi có lẽ là mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các anh em đã đón xem nhé. Hẹn gặp lại các anh em ở những cái video lần sau.